Như mọi ngày, bản tin 365 ngày chuyển động đồng hành cùng với bà con nông dân để cập nhật những thông tin nông nghiệp hữu ích. Giá cả nông sản và không khí sản xuất của bà con các vùng miền như thế nào? Mời bà con điểm qua cùng chúng tôi. Cà phê nhảy múa, nông dân trữ hàng chờ giá, liệu có hy vọng? Huyện Bảo Lâm nâng cao thu nhập hợp tác xã, thúc đẩy sản xuất. Hậu Giang có thêm 19 nông sản được dán tem truy xuất nguồn gốc, một giải pháp tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Mời bà con tìm hiểu về cách trồng rau khí canh cho rau sạch, năng suất tăng gấp đôi, mô hình nhiều bà con quan tâm hiện nay. Mở đầu thị trường nông nghiệp ngày hôm nay là giá cả cà phê tại Tây Nguyên. Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, giá cà phê thị trường thế giới đã giảm, tác động đến giá cà phê trong nước. Cụ thể, giá cà phê nhân sô tại khu vực này đã giảm 300 đồng một ký, xuống 32.500 đồng một ký, dù trước đó vừa tăng 200 đồng một ký. Tình trạng giá cà phê liên tục nhảy múa như vậy đang diễn ra không chỉ riêng ở Lâm Đồng, mà cà phê nhân sô của các tỉnh Tây Nguyên đều có chung tình trạng. Bà con nhà vườn đang có xu hướng trữ cà phê chờ giá. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đều giảm 300 đồng một ký, lần lượt có mức giá 33.200 đồng một ký, 33.100 đồng một ký và 33.300 đồng một ký. Giá không ổn định lại đang ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2018, nên nông dân và những cơ sở thu mua có xu hướng sơ chế bảo quản để chờ mức giá tốt hơn. Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 3 tuần đầu tiên của tháng 2 giảm 40% so với tháng trước đó. Chủ vựa thu mua cà phê và cũng là người trồng cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, với mức giá hiện tại, nông dân không lỗ nhưng chỉ là lấy công làm lời, không có lãi ròng. Những nơi khô hạn, nông dân phải bơm nước nhiều, có thể sẽ lỗ một ít do chi phí canh tác tăng. Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng phát triển đàn dê trên 800 con dê, tăng 33,8% so với kế hoạch, bằng 41,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đàn dê tăng mạnh là do nhu cầu thị trường ổn định, giá thành cao, ít gặp rủi ro và mang lại giá trị kinh tế cao. Theo một số hộ nuôi dê thì đây là con vật dễ nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi thấp do có thể tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp từ gia đình, giá cả ổn định và luôn dao động từ 100 đến 120.000 đồng một ký thịt hơi. Hiện nay, huyện Đam Rông chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai thí điểm một số mô hình nuôi dê bách thảo nhằm nhân rộng mô hình nuôi dê trên địa bàn huyện, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Hiện nay, huyện Bảo Lâm từng bước tập hợp nông dân vào tham gia sản xuất theo hợp tác xã, tổ hợp tác để vừa nâng cao tay nghề, vừa tăng thu nhập cho các xã viên. Và theo phóng viên 365 ngày chuyển động, thì toàn huyện Bảo Lâm có hơn 20 hợp tác xã trên 15 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương, tín dụng và các lĩnh vực phi nông nghiệp. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động theo phương thức liên kết giữa doanh nghiệp với xã viên. Bình quân doanh thu của các hợp tác xã đến nay đạt gần 1 tỷ đồng một tháng, lợi nhuận bình quân 50 triệu đồng một tháng, thu nhập của xã viên hơn 2 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Đối với tổ hợp tác đạt 650 triệu đồng một tháng, lợi nhuận bình quân hơn 25 triệu đồng một tháng, thu nhập tổ viên trên 3 triệu đồng một người một tháng. Nhẹ chi phí đầu tư, không tốn nhiều diện tích và ít bệnh, mau thu hoạch lại cho hiệu quả kinh tế cao là những điểm nổi bật của mô hình nuôi ếch trong vèo đang được nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang áp dụng. Ông Nguyễn Hồng Hải ở xã Bình Thành cho biết, một năm có thể nuôi được 3 đợt. Trừ đi tiền con giống, thức ăn, người nuôi có lợi từ 7 cho đến 10.000 đồng một ký. Nếu tự sản xuất được con giống, lợi nhuận còn đạt cao hơn. Toàn huyện hiện có trên 300 vèo nuôi ếch, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Thưa quý khán giả và bà con, Hậu Giang không phải là thủ phủ thanh long, nhưng đất vẫn màu mỡ và thích hợp trồng cây thanh long. Đây là loại trái cây luôn thống trị trong các mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Và từ trước tới nay thì Bình Thuận được xem là thủ phủ của trái thanh long. Kế đến đó là tỉnh Tiền Giang cũng đã được thị trường trong nước và thế giới đón nhận. Hậu Giang trồng thanh long thì cũng hướng đến xuất khẩu và đó là thắng lợi của nhà vườn ở nơi đây. Đó là câu chuyện về những vườn thanh long ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy mà chúng tôi mời quý khán giả cùng tham quan ngay sau đây. Đây là vườn thanh long ruột đỏ H14 rộng 7.000 m2 đầu tiên ở ấp Xẻo Phong, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Ông Võ Chí Hoàng cho biết, cây được 18 tháng tuổi và đã thu hoạch được 5 lần bán cho công ty Vạn Phát Thành tại Vĩnh Long để xuất khẩu.
lứa trái này vài ngày nữa sẽ thu hoạch với khoảng 1 tấn trái. Thanh long loại 1 được phía công ty đưa ra là 42.000 đồng một ký, loại 2 là 32.000 đồng một ký. Do có đầu ra ổn định nên ông rất an tâm sản xuất. Hạn chế thuốc sâu gầy. Để làm như thế nào mà để cái thanh long mình thanh long sạch để cho vừa là bán xuất khẩu vừa là bán tiêu dùng để nó đạt chất lượng. Định hướng tới là mình sao mà mình xây dựng được cái hợp tác xã thanh long mà trồng tương đối khá thì coi như đó là cái đầu ra của mình là rất là ổn định. Ngoài ra ông Hoàng đã nghiên cứu đầu tư 6 giàn để trồng thử nghiệm. Thanh long phát triển rất tốt nên dự kiến ông sẽ mở rộng diện tích trong năm mới. Đây cũng là một trong nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng thành công của xã Hiệp Lợi. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát để nhân rộng gắn với đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Một loại nông sản nào khi được xuất khẩu thì chất lượng cũng đã đạt chuẩn rồi. Thế nhưng làm sao để kiểm chứng được nông sản đó đạt độ sạch, nguồn gốc rõ ràng thì phải có giải pháp. Do đó không chỉ là những lời cam kết suông mà phải được chứng nhận. Và những chiếc tem điện tử dán trên từng sản phẩm như thế này thì thông qua đó người tiêu dùng dễ dàng truy xuất được nguồn gốc. Giải pháp này được tỉnh Hậu Giang thực hiện hồi tháng 11 năm 2018. Trung tâm khuyến nông tỉnh Hậu Giang đã in và dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cho trái khóm cầu đúc. Bước đầu đã tạo được uy tín, chất lượng sản phẩm. Và mới đây, một tin vui nữa là đã thêm 19 loại nông sản nữa của Hậu Giang được dán tem truy xuất nguồn gốc. Chỉ cần một chiếc điện thoại và chưa đầy 2 phút quét mã QR code, người tiêu dùng có thể biết được thông tin, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, chỉ dẫn địa lý và đơn vị cung cấp sản phẩm gạo ngon khuyến nông Hậu Giang. Đây cũng là một trong 19 sản phẩm đã được dán tem và được quảng cáo trên Farm 360 của trung tâm. Với việc dán mã QR code đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng dành cho các mặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn là nấm rơm, cam xoàn, cam sành không hạt, bồ ngót, hẹ, bưởi da xanh, trứng vịt, đường cát trắng Casuco, mãng cầu sim Hậu Giang, chả cá thác lát Hậu Giang, chả cá thác lát tẩm gia vị Hậu Giang, bưởi năm roi, trà mãng cầu sim, cam sành ngã bảy, xoài cát Hòa Lộc 7000, chanh không hạt, quýt đường Long Trị, khóm cầu đúc. Đương nhiên những sản phẩm được dán tem này sẽ được đăng ký và bán trên trang Farm 360. Dán tem điện tử để truy xuất nguồn gốc là một cách thức kinh doanh đang được nông dân Hậu Giang áp dụng rộng rãi để tạo được sự tin tưởng cho người tiêu dùng, từ đó khẳng định chất lượng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trong khi đó, lợi thế kinh tế là nền nông nghiệp công nghệ cao đang dẫn đầu cả nước, cho nên tỉnh Lâm Đồng ít nhiều được người tiêu dùng tin tưởng phần nào về chất lượng của nông sản. Đặc biệt, đó là tỉnh Lâm Đồng đã dẫn đầu nhóm địa phương thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thông minh. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng, là bệ phóng để tiến đến nông nghiệp thông minh. Cụ thể, tỉnh đã tiếp cận nông nghiệp thông minh như thế nào rồi? Mời bà con xem thông tin từ phóng viên 365 ngày chuyển động. Lợi thế của Lâm Đồng là người nông dân, doanh nghiệp luôn nhạy bén và năng động trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Thành phần kinh tế tri thức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chiếm ưu thế sẽ quyết định thành công trong xây dựng nông nghiệp thông minh tại Lâm Đồng. Hiện cả nước có khoảng 30 trang trại, doanh nghiệp ứng dụng IoT, trong đó Lâm Đồng chiếm 50%. Các doanh nghiệp trang trại ở Lâm Đồng đã tiếp cận ứng dụng công nghệ IoT trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là rau, hoa, dâu tây, đạt doanh thu từ 5 cho đến 8 tỷ đồng một hecta. Dự báo tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều trang trại doanh nghiệp nông nghiệp thông minh vào năm 2019, trở thành tỉnh đầu tiên trong nước có trang trại nông nghiệp thông minh 4.0. Thành phần nông nghiệp thông minh 4.0 gồm 7 yếu tố: công nghệ quản trị, kinh doanh tài chính, robot nông nghiệp, thiết bị bay không người lái, tế bào quang điện, công nghệ nhạy kính, thủy canh, khí canh, công nghệ đèn LED và thiết bị cảm biến IoT. Trong 7 thành phần này, Lâm Đồng đã tiếp cận ứng dụng là công nghệ nhà kính, thủy canh, khí canh, công nghệ đèn LED và thiết bị cảm biến IoT. Chúng ta đã nghe rất nhiều về cụm từ rau khí canh, rau thủy canh. Thế nhưng thực tế, mô hình và bắt tay canh tác thì không nhiều người rành. Phương pháp khí canh có thể hiểu là trồng rau không sử dụng đất hay nước, mà trồng trong môi trường không khí có chứa các thể bụi dinh dưỡng.
Nói một cách khác, phun sương loại nước thì có dưỡng chất làm ướt đều bộ rễ để cho rau phát triển. Những thông tin mà chị Quỳnh Loan vừa chia sẻ lúc nãy đó, thì rõ ràng là nếu chúng ta muốn tham quan thực tế thì đến Lâm Đồng sẽ có nhiều mô hình để học hỏi thôi. Trang trại Lan Bian Farm đã thử nghiệm trồng rau khí canh trên diện tích 500m² dài năm trở lại đây và bước đầu đã cho kết quả khả quan. Phóng viên 365 ngày chuyển động sẽ giúp bà con có thông tin và hình ảnh cụ thể hơn. Quy trình chăm sóc được thực hiện bởi hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, máy bơm, bồn chứa dinh dưỡng, các ống dẫn dinh dưỡng và được lập trình chi tiết trong máy tính. Cứ vài phút, hệ thống tưới sẽ tự động phun. Thời gian phun và số lượng phun trong ngày được điều chỉnh hợp lý tùy theo độ tuổi, tình trạng sinh lý của cây và nhiệt độ môi trường bên ngoài. Nếu như chúng ta đã nghe đến hình thức trồng rau thủy canh và khá là quen thuộc rồi, thì hiện nay Vinpearl cũng đang ứng dụng hình thức trồng rau khí canh. Vậy trồng rau khí canh khác thủy canh như thế nào và có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng tìm hiểu với Kiều Anh ngay sau đây nhé. Con xin chào chị ạ. Dạ, chào chị. Thưa chị, hiện nay thì rau khí canh là một khái niệm còn khá mới. Vậy thì chị có thể giới thiệu về rau khí canh cho quý vị khán giả cùng theo dõi được không ạ? Dạ, nói chung là nếu mà so với rau thủy canh thì cái rau khí canh này thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ lợi thế nó sẽ hơn vì cái vấn đề là tiết kiệm được vấn đề như là như phân bón này, rồi cái thủy canh đó là nước đó là chạy trên vòng là 24/24, còn cái rau khí canh là mình chỉ xài bằng cái hơi nước thôi, là có nghĩa là hơi nước nó lên và nuôi cái cây này thì nói chung là nó sẽ đỡ được nhiều cái vấn đề chi phí hơn so với thủy canh. Như cái vấn đề rau sâu bệnh thì thủy canh và khí canh nó đều có, nhưng mà như về mình là không có xài thuốc gì cả, bởi vì là mình làm cái bẫy côn trùng á, để mình bắt côn trùng. Cái thời gian đầu cái con á, thì mình cũng có xịt thuốc là thuốc sinh học thôi. Đến khi cây trưởng thành là toàn bộ là mình không xài thuốc gì hết. Đó. Thì nói chung là từ khi mà gieo hạt đến thu hoạch được thì trong vòng cỡ 45 ngày. Thì nó chất lượng thì chắc chắn là nó sẽ hơn rồi. Với phương pháp canh tác này, nhiều loại rau không thể trồng thủy canh như cải bó xôi, dâu tây thì nay hoàn toàn phù hợp. Mặt khác, phương pháp thủy canh trước đây hay gặp vấn đề về các loại vi khuẩn gây mầm bệnh ở rễ, dễ lây lan khắp vườn vì toàn bộ phần rễ của cả vườn nhúng chung trong dung dịch hồi lưu. Còn với khí canh, các bộ rễ cây cách ly nhau trong không khí nên vi khuẩn khó tiếp cận ở nhiều cây một lúc. Nhờ phun dinh dưỡng ở dạng sương nên gần như ít xảy ra vi khuẩn lây bệnh theo nguồn nước từ cây này sang cây khác như rau thủy canh. Khi xuất hiện bệnh chỉ cần loại bỏ ngay những cây bệnh. Thực tế sản xuất tại Lan Bian Farm cho thấy, ứng dụng phương pháp khí canh cho năng suất tăng gấp 2 lần, tiết kiệm được diện tích canh tác do có thể thăm canh nhiều lần. Cây tăng trưởng nhanh gấp 1,5 lần nhờ được sống trong môi trường nhân tạo. Sản xuất khí canh, thủy canh không cần đất, năng suất tăng gấp đôi, giá bán thì lại cao hơn mà người tiêu dùng lại hoàn toàn tin tưởng. Vậy đâu có lý do gì mà bà con không tìm hiểu để sản xuất? Vấn đề về vốn và kỹ thuật thì tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng hỗ trợ cho nhà nông. Mô hình trồng rau công nghệ cao dẫn hướng đến canh tác thông minh tại Lâm Đồng cũng thay lời chào của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn bà con đã đón xem 365 ngày chuyển động. Chúng tôi xin kết thúc bản tin tại đây.